Nhà đẹp Tân Á xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Huyến có địa chỉ tại Đông Hưng, Thái Bình. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Huyến nha các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Huyến. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng mái Nhật có phong cách tân cổ điển, màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà, hàng rào, cổng chính cùng với việc bố trí thêm các cây xanh cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là mái Thái, màu của mái sẽ là màu xanh cùng với màu của mái ngói tổng thể căn nhà. Hai cột hai bên sẽ được chúng tôi thiết kế là cột vuông, chân cột và chân của hàng rào sẽ được ốp bằng gạch màu tối, phần thân thì sẽ sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Cổng sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng sắt phun tĩnh điện. Hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt cho các bạn. Xen giữa các cột sẽ là ở giữa sẽ có tấm phù điêu, hai bên sẽ có hệ song sắt có thể nhìn vào bên trong, nhìn rất là sang trọng. Bên ngoài thì sẽ được thiết kế thêm bồn hoa để anh Huyến có thể trồng hoa, trồng cây ở bên ngoài để tôn lên sự đẹp đẽ, sang trọng của ngôi nhà. Và đây là một phối cảnh khác nữa, nhìn từ bên ngoài rất là đẹp và bắt mắt. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp để làm cho căn nhà trở nên cao ráo, thể hiện được sự bề thế của ngôi nhà. Ở giữa thì sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch granite màu trắng, hai bên sẽ được ốp bằng gạch màu tối để làm cho khu vực tiền sảnh trở nên sang trọng hơn. Ở chân móng thì sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch màu tối để căn nhà trở nên vững chắc và sạch sẽ. Hai cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế rất là đặc biệt. Phần thân sẽ là cột tròn và phần chân sẽ là cột vuông. Đi kèm với đó là các đường phào và chỉ ấm tường nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Cột thì cũng sẽ được sơn màu trắng luôn nha các bạn. Và ở các góc thì sẽ được chúng tôi thiết kế là cột đắp giả cột hình vuông đi kèm với nó các đường phào và chỉ ấm tường. Các bạn có thể thấy ở các góc thì chúng tôi sẽ đắp giả cột thẳng từ tầng 1 đi lên tận tầng 2, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Huyến sẽ là cửa nhôm kính, cửa gỗ hai cánh không pano kính và sẽ được sơn mật đỏ, nhìn rất là sang trọng. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Huyến sẽ là cửa nhôm kính viền trắng kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo và căn nhà đậm phong cách tân cổ điển cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Ngoài sảnh chính thì chúng tôi sẽ còn thiết kế thêm sảnh phụ ở phía bên phải của ngôi nhà để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình cũng như nhằm tạo hình khối kiến trúc làm cho căn nhà trở nên đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào bao quanh để phân tầng ngôi nhà và tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các ban công để cả gia đình có thể thư giãn. Để đảm bảo an toàn cho những nhu cầu sử dụng, chúng tôi sẽ thiết kế lan can con tiện. Để ngoài ra thì thiết kế thêm lan can sẽ làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn. Các bạn có thể để ý đối với căn nhà của anh Huyến thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một lan can nhỏ hình vòng cung ở đây và ban công nhỏ hình vòng cung và lan can sẽ được chúng tôi thiết kế là lan can bằng sắt phun tĩnh điện. Ở phía dưới thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một cái phễu nhìn rất là đẹp nha các bạn, và không phải căn nhà nào cũng có được những đặc điểm như thế này. Ở khu vực cổ mái thì chúng tôi sẽ đắp thêm đường phào bao đơn giản bao quanh để phân tầng ngôi nhà. Hệ mái được chúng tôi thiết kế đối với căn nhà của anh Huyến sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế chúng tôi đã tính toán về chiều cao, độ dốc, phân tầng mái và màu của mái sẽ là màu xanh để hợp với phong thủy của anh. Nhìn vào thì chúng ta có thể thấy rằng căn nhà của anh rất là đồ sộ và rất là sang trọng. Trên ban công xung quanh ngôi nhà sẽ được bố trí thêm các trong cây cảnh, cây bonsai để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Ở các cột cũng như trên trần nhà chúng tôi sẽ lắp đặt thêm các
đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy rõ nhất về khu vực sảnh phụ. Xung quanh cửa sổ sẽ được đắp thêm bắc các đèn phao, chỉnh tường, các họa tiết trang trí để tạo hình khối kiến trúc và tránh tình trạng nước rột vào nhà. Để giảm sự đơn điệu cho bức tường thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các đường chỉ âm. Tiếp đến là phân cảnh nhìn từ trên cao nha các bạn. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy được sự bề thế và sang trọng của ngôi nhà. Ngoài diện tích của căn nhà thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm gara ô tô cho anh Nguyễn ở phía trước nhà, và ở trên gara ô tô sẽ được thiết kế thêm mái che, nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Tiếp đến các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem là anh Huyến đã biết đến kiến trúc tân nào như thế nào nha các bạn. Anh Huyến có chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã biết đến kiến trúc tân Á rất là lâu rồi, do điều kiện về kinh tế và thời gian mà bây giờ anh mới có thể thi công được ngôi nhà của mình. Trước đó anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo và chọn được cho mình những ngôi nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi trên trưng bày ngôi biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 để các bạn tham khảo. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước đến nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam và tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, biệt thự, nhà phố, nội thất và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về quy trình để thiết kế được một ngôi nhà của Tân Á nhà các bạn. Để thiết kế được một ngôi nhà thì sẽ trải qua ba giai đoạn chính, đó là khảo sát, thiết kế, cuối cùng sẽ là thi công. Đối với căn nhà của anh Huyến, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đó là khu đất, và lấy thông tin từ anh Huyến, sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Huyến, đến giai đoạn anh thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ tiến hành cử hai bộ phận. Bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Huyến. Bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy để hoàn thiện một ngôi nhà từ khảo sát, thiết kế và thi công thì kiến trúc Tân Á đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí đều sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với ngôi nhà của anh Huyến để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín như thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có năng lực thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Huyến nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin thì chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là căn nhà của anh Huyến ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Và đây là mặt tiền ở khu vườn của anh Huyến. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý về phong thủy đối với căn nhà của anh Huyến. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo đạc khu đất cẩn thận, chụp ảnh khu đất, đo chiều dọc mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho ngôi nhà sẽ là 1,5 tỷ đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 2 tầng có công năng như sau: tầng 1 sẽ có phòng khách, bếp phòng ăn, một phòng ngủ, vệ sinh chung, sân ướt. Tầng 2 sẽ có một phòng thờ, 3 phòng ngủ, vệ sinh chung, phòng sinh hoạt chung, sân phơi. Qua trao đổi và khảo sát thì anh Huyến rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà của anh Huyến một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Huyến, nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ trong quá trình thiết kế, chúng tôi sẽ bị đo phong thủy. Từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Huyến. Anh Huyến sinh năm 1970. Dựa vào phong thủy, anh sẽ hợp với bốn hướng làm nhà. Đó là hướng Bắc, Thiên Y, hướng Đông, Phục Vị, Đông Nam, Phước Đức và hướng Nam, Sinh Khí. Và đây là mặt bằng định vị khu đất nha các bạn. Căn nhà của anh Huyến có diện tích 13,1 nhân cho 11,3 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Theo chiều rộng và chiều sâu của ngôi nhà, chúng tôi sẽ chia thành các trục để sau này thuận tiện cho việc thi công ngôi nhà. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 25,5 mét vuông. Từ phòng khách sẽ tỏa đi các hướng, thì bên trái của phòng khách sẽ là phòng phản gỗ có diện tích là 12,5 mét vuông. Phía sau phòng khách sẽ là khu vực phòng bếp công ăn có diện tích là 28,1 mét vuông. Và để ngăn cách các phòng thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm bề lam bằng gỗ ở đây. Ở tầng 1 sẽ được thiết kế một phòng ngủ có diện tích 17,5. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích là 5,3 mét vuông. Ở giữa sẽ là cầu thang đi lên tầng 2. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,3, 17,5 và 15,5 mét vuông. Xen giữa các phòng sẽ là sân phơi có diện tích 6,6 và nhà vệ sinh chung có diện tích là 4,5. Ở giữa sẽ là phòng sinh nhật chung có diện tích 18,5. Cuối cùng sẽ là phòng thờ được chúng tôi bố trí ở vị trí sang trọng nhất của ngôi nhà có diện tích 9,5 mét vuông. Đối với căn nhà của anh Huyến thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các ban công bố trí rất nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên bắt mắt, sang trọng cũng như giúp cho căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng thiên nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Huyến. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.